Xin kính chào toàn thể quý vị, các cô chú, các anh chị và các bạn đam mê nghệ thuật hoa cây cảnh và bonsai đã đến với video tiếp theo của kênh YouTube Nghệ thuật và Bonsai. Và xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình trân trọng cảm ơn sự đồng hành của toàn thể quý vị trong chặng đường vừa qua. Và ngày hôm nay, trong chặng đường tiếp theo của chương trình, chúng tôi đang có mặt tại Thanh Hóa Anh Hùng và với một khuôn viên vô cùng đẹp của anh Trung ạ, hay còn được tất cả các cô chú, các anh chị trong giới chơi cây của Việt Nam chúng ta đặt cho một cái biệt danh rất là thân thương, anh Trung Cuti ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm xem anh Trung đang ở vị trí nào trong khu vườn bao la rộng lớn này ạ. Xin mời quý vị. Rồi, mình xin chào tất cả anh chị và con nha. Tuy cái bãi mới thành lập thôi nhưng mà khách hàng đến xem rất là nhiều nha. Và anh chị nào mua xe thì cứ tới địa điểm ở đây hay là mình mua xe thôi. Khu chung cư Tân Mai 900 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tân Tạo, Bình Tân nha. Là anh Trung ạ, một trong những chủ vườn phải gọi là rất là đáng yêu, rất là dễ thương của tỉnh Thanh Hóa. Và em xin được thay mặt ekip thực hiện chương trình gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất tới anh đã tiếp đón đoàn của chúng em ngày hôm nay ạ. Anh cảm ơn. Dạ. Chúc đoàn bonsai xuyên Việt của mình vui vẻ, mạnh khỏe, thành công, thượng lộ bình an. Vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh Trung ơi, em có thể xin anh mấy phút để có thể xin những cái chia sẻ của anh để gửi tới tất cả quý vị đang không được đồng hành cùng với đoàn bonsai xuyên Việt. Bởi vì ngày hôm nay khi mà em bước chân đến khu vườn bao la rộng lớn này của anh thì em tin chắc chắn rằng cảm nhận chung của tất cả mọi người thôi ạ. Khi mà đến đây thì sẽ đều thấy đây là một khu vườn rất tuyệt vời, được bài trí rất là đẹp. Từng nhánh cây, từng ngọn cỏ em đều cảm nhận được tình yêu của anh gửi vào trong đó. Thì anh có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta là với cái niềm đam mê bất tận này thì anh đã bắt đầu sưu tập những cái tác phẩm cây thật là đẹp trong khu vườn của mình từ bao giờ được không ạ? Này, anh rất là đam mê từ thời học sinh. Dạ. Từ thời đang còn bé. Vâng. Rất là đam mê. Rất lâu rồi đúng không ạ? Xong rồi quá trình là nuôi nấng từ nhỏ và đam mê. Sau này muốn có một ngôi vườn
anh đam mê cây cối, đấy, nên anh rất thích cây cối, đam mê là dần dần từ nhỏ lên dần dần góp mà thì dần dần có một cái khu vườn ăn đấu để có yêu thiên nhiên. Tại khu vườn, vâng, tại khu vườn của mình thì em thấy rất là đa dạng tất cả các chủng loại cây, từ cây bonsai cho tới những cây xanh, cây si, rồi là cây ăn quả cũng đều được anh chăm chút rất là kỹ lưỡng. Và đặc biệt là ao cá koi và ao cá rất là to, vô cùng hùng vĩ ở đây. Thì em tin chắc chắn rằng là tất cả tình yêu thì anh đều gửi gắm ở đây rồi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay trong chương trình của chúng em thì đoàn Bonsai Xuyên Việt rất là vinh hạnh khi được trở về đây và được anh, cá nhân anh cũng như là gia đình tiếp đón rất là nồng hậu. Và chúng em rất là trân quý cái tình cảm đó. Thì ngày hôm nay anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả rằng là cái quá trình mà mình đam mê nghệ thuật cây cảnh và bonsai như thế này thì nó đã giúp cho anh có thể là cảm thấy là cuộc sống của mình nó có điều gì mà muốn chia sẻ với các quý vị không ạ? Bởi vì là trong chương trình này thì em tin chắc chắn rằng đang có rất nhiều quý vị khán giả, những người bây giờ trong hành trình này của mình thì vừa mới bắt đầu họ mới nhen nhóm lên, thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả bằng cái tình yêu của mình dành cho cây cối, cho thiên nhiên được không ạ? Anh thì chia sẻ với anh em là đam mê cây, thích nhất là trẻ, tâm hồn là trẻ đôi đời. Thứ hai là cây thì có chia sẻ với anh em là đi lên từ cây, rất đam mê rồi bán những cái đam mê mình, là mình chơi rồi mình mua mình bán, tức là cả vừa chơi nhưng vừa mang lại những cái kinh tế, giá trị kinh tế cho mình. Thì cũng làm một cái công việc ở đây, cũng có 2-3 người làm ở khu vườn này với anh. Đấy, cũng làm bên này, cũng làm thế. Anh có cái chia sẻ thì muốn là anh em muốn cây nhiều nhiều hơn nữa, càng cái mạnh mạnh hơn nữa, nhiều người chơi chơi cây hơn nữa, lan tỏa hơn nữa để cái sức sống. Em bước chân vào đây thì em tin chắc chắn rằng là mỗi một nhánh cây, mỗi một ngọn cỏ thì đều đã được anh dành tình cảm, dành tình yêu rất là lớn rồi. Và em hy vọng rằng là với tình yêu này của mình thì sẽ lan tỏa được cho tất cả các thành viên ở khu vực Thanh Hóa, gắn kết tất cả các anh em ở Thanh Hóa với anh em yêu cây cả nước, để nền sinh vật cảnh của Việt Nam chúng ta sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa, đúng không ạ? Em tin chắc rằng với mong muốn của anh em chúng ta như thế thì mong muốn nhỏ bé đó thôi, nhưng mà với tất cả sự đoàn kết của anh em thì chúng ta sẽ sớm đưa cái ước mơ nhỏ nhoi đó của anh em mình trở thành hiện thực, và dẫn dắt anh em sau lên mà anh em đam mê. Vâng ạ. Và có lẽ là nếu như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng em mà muốn được trở về đây tham quan khu vườn của anh thì chắc chắn anh là anh sẽ luôn luôn giang tay đó, rộng mở đón các bạn và học hỏi và trao đổi kinh nghiệm hơn nữa. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng em xin được trân trọng cảm ơn tất cả tình cảm của anh đã dành cho đoàn chúng em nói riêng và dành cho tất cả quý vị khán giả yêu cây nói chung. Và cảm ơn anh, kính chúc anh cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống, cũng như là niềm đam mê của chúng ta sẽ ngày càng lớn hơn và có thể kết nối, lan tỏa ra những cái giá trị vô cùng lớn lao đó, để cho tất cả anh em chúng ta vừa có thể có tình yêu cây, rồi vừa có thể cải thiện được kinh tế của gia đình, đúng không ạ? Vâng ạ, một lần nữa thì xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng em xin được cảm ơn anh rất nhiều. Và hy vọng một dịp nào đó chúng em lại được quay trở về đây để giới thiệu với tất cả quý vị từng cái cây một, từng tác phẩm một trong khu vườn bao la rộng lớn của gia đình mình ạ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn nhá. Dạ. Và xin được thay mặt cho tất cả anh chị em trong đoàn ngày hôm nay, xin được trân quý tình cảm của anh đã dành cho đoàn và đón tiếp đoàn rất nồng hậu. Và một lần nữa xin được thay mặt cho tất cả các anh chị em, cô chú trong đoàn, kính chúc anh Trung cùng với đại gia đình của mình luôn luôn mạnh khỏe, và đặc biệt với niềm đam mê của mình sẽ lan tỏa được thật nhiều những giá trị để cho nền sinh vật cảnh của tỉnh Thanh Hóa nói chung và nền sinh vật cảnh của Việt Nam của chúng ta nữa sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Và xin được thay mặt cho anh chị trong đoàn có một món quà nhỏ dành tặng anh để đoàn lại dấu chân tại đây. Và rất là hy vọng có một dịp nào đó thì đoàn chúng ta được quay trở về đây và làm việc anh đó đồng hậu ngày hôm nay ạ. Chủ tịch câu lạc bộ cái cảnh của Quảng Nam Thanh Hóa cho phép tôi
tôi được thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể hội viên câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Hoàng Long Thanh Hóa xin nhiệt liệt chào đón đoàn bonsai nghệ thuật xuyên Việt đã về thăm Thanh Hóa. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Hoàng Long Thanh Hóa trân trọng kính chúc sức khỏe các quý vị trong đoàn bonsai xuyên Việt, các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em trong câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Hoàng Long một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn anh em yêu cây trên cả nước, vậy là chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường. Chúng ta đã khám phá, chiêm ngưỡng rất là nhiều những cái tác phẩm của các anh em, các nhà vườn ở khu vực miền Bắc. Nhưng chúng ta thấy rằng là gì, trong suốt cái hành trình bonsai xuyên Việt, đoàn đi đến đâu thì cũng nhận được cái sự quan tâm, sự ủng hộ và sự tiếp đón rất là nồng hậu của tất cả quý vị anh em các tỉnh. Và hy vọng rằng là trong cái hành trình tiếp theo đoàn sẽ khám phá và giao lưu với các anh em miền Trung, miền Nam thì cũng nhận được cái sự quan tâm, sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh em miền Trung, miền Nam. Và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi, đã theo dõi suốt hành trình này và đến ngày hôm nay. Và chúng tôi rất là mong muốn tiếp tục nhận được cái sự quan tâm của cộng đồng anh em yêu cây trên cả nước. Và chúng ta hãy cùng chung tay góp phần vào cái sự phát triển chung của nền sinh vật cảnh Việt Nam, cây cảnh nghệ thuật Việt Nam. Và chúng ta hãy lan tỏa những cái giá trị tuyệt vời của cây đến với lại cộng đồng những người đang chơi, chưa chơi và những người mà yêu thiên nhiên, yêu hoa, yêu cây. Và chúng ta hãy làm cho thế giới này thật là xanh hơn, thật là đẹp hơn. Và chúng ta hãy lan tỏa những cái điều rất là giá trị, rất là ý nghĩa từ cây mang lại cho tất cả con người trên cái hành tinh này. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong hành trình bonsai xuyên Việt và video tiếp theo.